và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và lại là mình Phong Cận TV đấy các bạn ơi. Và ngày hôm nay chào mừng tất cả các bạn đã đến với một tựa game mới của chúng ta. Ây da, lâu lắm rồi anh em mình mới có một cái tựa game mới để chơi chung với nhau đúng không nhỉ? Đố anh em biết game này là game gì nè. Tôi đố sao biết game này game gì hay sao? Game này là game Pokemon, nhìn là biết liền. Sai rồi. Đây không phải là game Pokemon đúng không? Game này á nhìn bên ngoài có vẻ là khá là giống Pokemon nhưng thật ra không phải là Pokemon mày ạ. À mà nó cũng có thể là Pokemon tại vì có nhìn có nhiều con nhìn giống Pokemon thiệt. Ừ. À, nói chung nó là Pokemon phải không ta? Mời quá. Rối não á, bây giờ mình cứ vô chơi đi rồi mình sẽ biết nha mọi người nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Let's go. Wow, đây là mấy con giống Pokemon thế nhỉ? Mấy con này nhìn công nhận giống Pokemon thiệt. Trời ơi, mình bị lạc trong cái đảo hoang. À, cái này là mình là một nhân vật ở trong đảo hoang đó, đang đi lạc đó, kiểu thế. Hình như là bị đắm tàu hay là cái gì đó. Rồi, ok, 500 anh em ơi. Bây giờ thì tôi và Sammy đã vào trong game rồi đây. Uầy, bây giờ thì vào game thì tôi mới thấy là game này đồ họa hơi bị xuất sắc luôn nha anh em. Sam, bên dưới thấy con gì hồng hồng không? Pokemon. À không, con này đâu phải Pokemon. Tôi chỉ nghe bảo là mấy con trong đây nhìn nó giống Pokemon thôi. Ủa mà mình thu phục mấy con này bằng cách gì? Chém nó hả? Đây, Sam đi theo Phong. Bây giờ Phong sẽ chỉ cho Sam cách để thu phục Pokemon nè. Sam nhìn thấy không? Rồi, bây giờ mình gọi nó là Pokemon luôn đi cho nó dễ, ok? Đây rồi. Là một con cừu rất là dễ thương đúng không? Thì đúng bây giờ rồi. Mình muốn thu phục nó thì mình phải đấm vô mặt nó. Ủa? Sao thu phục trong này kỳ vậy? Đó không? Mình đấm cho nó chết luôn. Đó, mình đấm cho nó lăn quay luôn. Sau khi mình đánh nó xong á thì chúng ta sẽ có được những cái phần như là đồ ăn nè, hoặc là mấy cái đồ linh tinh để mình chế tạo xong, hiểu không? Đấy. Từ. Khoan, bên này có cái rương gì bên dưới này nè. Đây là cái rương màu tím. Phần thưởng. Có gì? Có gì vậy? Có quả cầu Pokemon. Pokemon à? Wow. Bây giờ Phong sẽ bắt rồi. Pokemon cho Sam coi. Bắt cái con màu hồng á, dễ thương thế, con kia màu hồng dễ thương ghê. Con hồng hồng nè. Ui, con hồng hồng này level 3 nè. Được nè. Mình sẽ đánh nó. Mình phải đánh nó, Sam hiểu không? Từ Sam đừng đánh nữa. Mình đánh cho nó yếu xíu thôi. Đó, nó còn tí máu phải không? Mình sẽ chọi quả cầu với người đó. Wow. Đó, sau đó là mình sẽ thu phục được nó. Ghê chưa? Wow. Nè, Sam coi nè, chọi nó ra nè. Thích dữ, ui, thích cái gì? Nè, bây giờ nè, con cừu này level 3 nè. Sam bắt con cừu này đi. Đây, đấm nó đúng không? Đúng rồi, Sam đấm nó còn xíu máu phải không? Còn xíu xẹo méo không máu thôi. Rồi, được rồi. Bây giờ Sam lấy quả cầu Pokemon, Sam để con chuột cho người nó, Sam bấm quy. Trời ơi, chọi cũng chọi hụt đó, trời ơi. Không cần giữ, bấm quy ơi. Rồi. Đó, được rồi. Yeah. Có bắt đồ không? Được rồi. Bắt được rồi đó, trời ơi. Chơi với bà này đau tim thật sự. Bây giờ cái game này á không chỉ là bắt Pokemon mà mình vào đây mình còn phải chế tạo vũ khí cái kiểu đó, Sam hiểu không? Tôi sẽ chọn cái chỗ này đi, chỗ này mình xây nhà đẹp nè Sam. Hay mình xây nhà chỗ này đi ha. Có suối, có sông, đồ tắm biển, tắm sông đây được nè. Rồi, tôi sẽ để một cái bàn chế tạo ở đây. Rồi, sau đó bấm vô nó nè. Tôi sẽ chế tạo cho tôi một cây cúp, ok. Rồi, ok, sau khi chế tạo xong thì tôi sẽ dùng cái cúp này tôi đi đào mấy cái block này để tôi chế tạo quả cầu Pokemon. Luôn hả? Hèn chi mấy cục xanh này là để chế tạo bạn ơi. Ê Sam, bây giờ Sam muốn coi thử Pokemon đánh nhau không? Muốn, giờ sao? Đây, bây giờ Sam coi Phong nè. Đây, giờ ví dụ giờ Phong đánh nhau với con gà đi nha. Ok, quýnh con gà nè. Là con Pokemon của Phong nó sẽ chạy lại tấn công con gà. Tấn công đi. Quýnh đi. Đúng rồi, quýnh đi con. Con gà kìa. Quýnh nó. Mày hay quá. Rớt đồ luôn, con mạnh dữ vậy. Lầm, ok. Rồi sau đó mình sẽ thu phục con Pokemon trở lại. Rồi sau đó mình sẽ bấm vô đồ ăn và cho nó ăn. Đó, cho nó hồi máu. Rồi. Ghê không? Thấy game này vui chưa? Game này giống kiểu mình là một cái nhà huấn luyện Pokemon ngoài đời luôn á. Rồi, bây giờ thì tôi nghĩ rằng là tôi phải chế tạo cho tôi thêm đồ mới được. Tôi sẽ chế tạo cho tôi thêm một cái cây rìu để tôi đi chặt gỗ. Ok. Ok, bây giờ rồi, tôi sẽ tranh thủ tôi đi chặt ít gỗ cái nè. Sao lại dùng cây cúp để đào gỗ hả Sam? Ủa gì đâu, đào cũng được mà, gì đâu. Chặt gỗ là phải chặt bằng rìu, còn Sam là cúp là Sam phải đi đào đá. 1 hour later. Rồi ok, đi mai từ nãy đến giờ rồi. Bây giờ thì tôi sẽ xem coi tôi có thể chế tạo được cái gì không nha. Ở đây thì tôi sẽ thấy là mình sẽ có một cái phần để mình học được những cái đồ mới nè. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cái đầu tiên là quả cầu Pokemon đi. Để đi bắt thêm Pokemon cho nó xịn. Đấy, chế tạo đám lửa nè. Chế tạo thêm cái giường nè, tôi sẽ học. À, cái này là mình học được nha các bạn. Quả cầu Pokemon này là sẽ cần chế bằng một Badium, 3 cái gỗ với lại 3 viên đá. Ok, bây giờ tôi sẽ tranh thủ tôi đi đào thêm đá. Tôi thấy là trời đang chuẩn bị sắp tối rồi mọi người ạ. Ê,
tôi thu phục thêm một con được không ta? Con màu hồng là được không? Được được, Sam đi thu phục một cái con gì đó khác đi. Rồi bây giờ tôi đi thu phục cái con màu hồng này nha bạn, nhìn dễ thương lắm. Ây da, rồi ê này rồi vừa chưa ta? Ờ vừa rồi, ok ok. Vừa đó, chọi đi, chọi bỏ con Pokemon cho người đi. Ê nó đánh tôi. No. Trời ơi, nhanh chưa, lên chưa, mà chưa, nó muốn bạn đó. Ê gì vậy? Sao bà chọi nhanh hơn xíu được không bà nội, bà chọi chậm vậy? Rồi. Woo! Tôi sợ nó hư quả cầu Pokemon. Yeah, có con rồi. Woo, hai con. Bây giờ thì tôi sẽ chế cho tôi thật là nhiều quả cầu Pokemon luôn, ok. Tâm ơi. Cái gì? Mình mặc lông con này mình làm giường được không? Nè. Bà đẩy con cừu ấy làm gì? Đây, tôi đang chế tạo một cái chỗ để chúng ta có thể chế cái giường với lại xây nhà ngủ cái kiểu nè. Ê Sam chế tạo lông cừu đi, nhiều khi cái lông cừu mình để làm giường á. Đây tôi làm lông cừu, làm đường cái lông cừu nữa. Sam đi bắt thêm đi. Tôi sẽ triệu hồi Pokemon tôi ra để đánh. Cần gì đánh tay đúng không? Pokemon xuất hiện. Ây da, Pokemon ơi, con này bắt đạt chị nè, đánh nó đi. Đúng rồi, yeah. Quá hay quá, ghê quá. Rồi ok, công việc đầu tiên mà bọn tôi nghĩ rằng bọn tôi sẽ làm đó chính là bọn tôi sẽ chế tạo cho bọn tôi một cái giường ngủ cái kiểu nữa. Rồi sau đó bọn tôi mới có thể đi ra ngoài để khám phá thế giới xung quanh được. Cho nên là bọn mình cần phải xây nhà làm giường ngủ cái kiểu. Ok, đây tôi thấy ở bên này có cái bãi đất trống đẹp đẹp nè mọi người. Tôi sẽ xây nhà ở bên đây nha anh em. Ôi, đầu tiên thì mình sẽ đặt một cái sàn ở đây. Ok, để một cái sàn ở đây đó. Xây cho cái nhà nó bự ra xíu mấy ní. Làm gọi là nhà đẹp y như nhà của chú Thái Công luôn. Rồi ok, sau khi có được cái sàn nhà thì chúng ta sẽ bắt đầu xây đến cái tường nhà. Đây tôi sẽ chọn cái tường này đi cho nó có cửa sổ cho nó đẹp. Đấy. Ê chờ ké được không? Thôi Sammy ngủ ngoài đường đi, này nhà tôi mà ai chờ ké vô duyên. Ai chờ ké? Tôi làm cái giường cho ông xây nhà, tôi xây tổ ấm nó hợp lý rồi. Trời ơi, vậy hả? Không biết xây nhà đòi ở ké nói đại đi. Mệt quá. Trời ơi, tôi là tôi biết đó. Rồi đó, bây giờ mình đã xây được cái nhà của mình xung quanh như thế này nè. Đây, xây cái mái nhà ra nè. Sam ơi, vô đây phụ phóng xây nhà coi, Sam đi đâu vòng vòng hoài vậy? Nè, tôi đang tìm cách xây gọi là gì đó, xây cái giường nè. Bà vô đây, tôi chỉ cho. Rồi, giờ làm gì? Đây nè, Sam giúp Phong nè, Sam bấm B. B, rồi. Sau đó Sam chọn cái giường. Biết rồi, nó có cần gỗ nè, cộng dây với là lông cừu như đây nè. Trời ơi, bà chưa chế được mà bà mày đặt, bà kêu bà chế giường giùm cho rồi. Trời ơi, tôi tự chế luôn cho. Ui, nhà xây nhanh vậy? Tại nhanh chứ, Phong cận tư duy mà. Rồi Sam tránh ra nè, để Phong để cái giường vô nè. Vậy mà nãy Sam nói hùng hồn lắm, để tôi xây giường cho, tưởng là bà có đồ bà xây chứ. Ai biết đâu, tưởng như may ráp ba lông cừu vậy. Lấy ba cái lông cừu là làm được cái giường hả? Có giường chưa? Yeah. Rồi ok, xong một cái giường đầu tiên là giường của Sam. Rồi tôi nhường Sam luôn, giường thứ hai giường của tôi. Nhưng mà tôi hết gỗ rồi, tôi phải đi chặt gỗ. Sam có gỗ không? Cái bà này chưa gì ngủ rồi. Dậy, chịp cho cái. Đau đầu. Đưa tôi gỗ nhanh lên. Rồi có gỗ không? Ngủ tí đánh vậy sao đánh có. Hết rồi. Đi đâu? Sao nãy coi sao kêu có cái này. Ai biết đâu. Tôi tìm thấy cái gì đây? Gì? Một cái rương. Yes, một cái rương. Rương vàng. Có gì trong? Có ổ bánh mì với tô súp. Hay quá, đúng lúc đang đói bụng. Rồi bây giờ tôi sẽ về nhà, tôi làm cho tôi thêm một cái giường nữa. Vậy là coi như là tôi với Sam đã có hai cái giường để đi ngủ. Ok, thoải mái luôn. Tôi nặng vậy, giờ người tôi nặng luôn, đi không được luôn. Cái người của Sam nó đang bị cái hiện cái dấu vạch đỏ, thấy không? Dấu vạch đỏ có nghĩa là người Sam đang nhiều đồ quá. Cái rương nè, để ngay giường đi cho chắc ăn. Đó, rồi. Nè, bà quýnh tôi nha, tôi thấy bà đang quýnh tôi nha. Ok. Rồi Sam có thể bỏ đồ trong đó được, tôi bỏ ít đồ vô đây đi. Rồi ok, nói chung là tôi và Sammy đã có được cho bọn tôi một cái nhà bé bé thế này, chắc là cũng đủ sống rồi nha. Trời ơi. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu đi khám phá thế giới, đúng rồi, thám hiểm thế giới không? Đây mình sẽ lưu lại chỗ này là nhà của mình. Ok, chỗ này nhà của mình nè. Rồi, Sammy, chúng ta cùng nhau đi thám hiểm thế giới nào. Let's go, đi thôi. Ui, Sam ơi, ở phía trước mình có con gì level 10 luôn nè Sam. Wow. Con này con gì nhìn đẹp đấy. Ê, ông với tôi mỗi người con được á. Nhưng mà nó level 10 lận đó, nhắm đánh lại đó không. Sam ơi, có con này level 38 nè Sam. Wow. Con này con voi nè, con cái voi nè. Trời ơi. Nhưng mà khoan từ, nó đang nhìn tôi. Khi nào ở nhà mới đánh tôi không vậy? Ôi, bỏ đi, hay ghê quá. Ôi, bọn nó đang đánh nhau bên dưới sao kìa. Ôi, bọn nó đang đánh nhau kìa. Wow. Uầy, cái này là những con Pokemon đang đánh nhau. Ê Sam ơi, tôi thấy con chim này được nè Sam. Thế là Sam thu phục con chim này đi. Nó đánh tôi luôn kìa. Ok. Từ từ. Đây. Bây giờ mình canh cho bọn nó đánh nhau gần chết đi, mình sẽ thu phục nó. Đây.
Con này thu phục được anh nào? Thu phục được không? Không, con này chết queo rồi. Chết queo rồi, đầu kia kìa. À con này được, con bên này được. Rồi xong nó quýnh chết luôn rồi. Rồi thôi mà đánh ngoài được không? Rồi đánh luôn rồi, Sam ơi, đánh. Mày. Nó mạnh lắm nha, coi chừng nha. Né. Tôi mất đống máu luôn. Sam ơi, triệu hồi Pokemon ra đánh cho nó dễ. Triệu hồi Pokemon ra. Đây. Ê ra, ấy da. Triệu hồi Pokemon nè, tấn công nó con ơi. Trời ơi, đánh con Sam văng mấy mét luôn. No, trời ơi, quýnh Pokemon tôi còn xíu máu. Ây da. Ây da, trời ơi. Tôi gần chết rồi. Ây da, Sam ơi, cứu. Đây. Cứu Phong, Sam ơi. Nhanh lên, Pokemon của Phong với Sam sắp chết kìa. No, Pokemon của tôi. Phong. Tùng vác hai đứa chết luôn, trời ơi là trời. Trời ơi là trời, Pokemon của tôi. Có ông nội nào nè? Ai vậy? À, một cái người đi ngang qua đây, mình có thể thách đấu với người ta. Hoặc có thể mua đồ từ người ta. Ui, mình mua đồ được nè. Nhưng mà tôi không có tiền ông ơi. Con cá cấp 4 đẹp vậy? À, con cáo. Nhìn đẹp quá à. Sam thích đúng không? Được, để Phong, không bắt nó làm quà cho Sam. Đâu, cái con lửa mà Sam nói đâu? À, cái con này hả? Con bự bự này hả? À, cái con này đúng không? Được, để tôi. Mày. Để tôi bắt nó, cho Sam. Ê à, nó phun lửa. Sam né ra, Sam né. Sam né, để Phong. Để Phong làm cho. Mày. Rồi. Sam né ra. Rồi bắt luôn nè. Bắt. Được chưa? Bắt hả? Từ từ. Mình phải canh thời gian. 92%, 99%, 100%. Yeah. Wow, ông à. Bắt được rồi. Đây Sam coi tôi nè. Wow, nhìn đẹp quá vậy. Bên này còn một con nữa nè. Để Phong bắt con này luôn cho Sam. Con này level 6 luôn. Con này xịn nè. Level 6. Con xịn. Quýnh nó. Mày. Sao tôi thấy bạo lực quá sao? Rồi Sam tránh ra, để Phong. Mày. Ok. 66%. 84%, được 100% là bắt được nó. Yes. Quá ngon luôn. Ê da, mặc dù là không bắt được con level 10 hồi nãy nhưng mà bắt được hai con cáo khá là mạnh. Ở bên này có con gì nhìn giống cái hạt dẻo nè Sam. Đâu con nào? Quất nó luôn. Mày. Nó còn thè lưỡi ra liêu liêu kìa. Con này nhìn cute đấy. Mày. Ở chết. Rồi xong tôi lỡ tay tôi quýnh chết luôn rồi. Ê, đưa tôi cái cấp đi, tôi cầm nè. Đây, của Sam nè. Thôi Sam ơi, tôi nghĩ là bây giờ là tôi với Sam nên đi về nhà đi. Trời gần tối, mình ngủ cái ngày mai mình đi tìm tiếp. Thôi ngủ à. Thôi rồi, đi ngủ một giấc để cho trời sáng ngày mai nào. Trời sáng luôn, ok. Ủa, đi. Sáng anh giờ chưa kịp ngủ nữa mà. Ngủ trong game thôi mà tính ngủ ngoài đời luôn hả bà đời. Ê Phong ơi, ở dưới nước có con gì đang chạy vậy? Hả? À, không phải con gì đâu, cái ông bán hàng hồi nãy ông ở dưới đó. Ủa sao ông xuống dưới nước rồi? Chắc tại đó. Trời nóng quá ông nhảy xuống tắm cho nó mát á. Tưởng Pokemon nào tôi định nói ông phụ thuộc thì thu phục nó chứ. Ok, để tôi test thử sức mạnh của con cáo lửa của tôi đấu với lại cái con cừu này coi như thế nào. Cáo lửa và con này sẽ đánh nhau. Con cáo của tôi là có khả năng gọi là tấn công lửa từ đuôi. Ê, quá ngon. Ê Sam ơi, hồi nãy Sam có nhớ là ở chỗ kia nó có mấy con chim cánh cụt và màu xanh dương không? Có, nhìn dễ thương lắm, tôi cũng muốn con đó luôn á. Đây, bắt con này trước đi. Nó chạy. Ui, cái con này nhảy mệt vậy. Nhóc kia đó kìa, nhóc ơi, nó chạy quá trời chạy kìa. Đó, chạy nhanh quá vậy, chạy nhanh chạy quá vậy. Nhảy quá trời. Con quỷ này, đứng lại coi, con chim. Nó chạy dữ quá trời dữ luôn, ai rượt lấy gì. Ồ, mình đang rượt nó mà. Ở trong đây có ba con luôn Sam ơi, hợp lý. Đây, quấn. Mày, ok rồi, tấn công đi nào. Rồi con này sắp đi rồi kìa. Nè, có một con sắp đi nè, bắt luôn. Mày hả mày, rồi. bắt luôn. Có bắt được không? 63%. 83%, bắt được rồi. 99%. Yes, bắt được thêm con rồi. Thu lại. Rồi, nó ok kìa, nó hết máu kìa Sammy. Hết máu rồi. Trời ơi, hết quả cầu nữa nè, lụm nè. Đó, lụm đi nhanh. Ủa lộn. Sammy chịu hồi con đó nè, chi nó giết luôn rồi. Trời ơi, tức ghê luôn á. Trời ơi. Ê, có quả trứng gì đây? Ô, quả trứng gì bự vậy? Lụm về luôn. Biết đâu quả trứng của Pokemon gì đó xịn sao Sam? Rồi, tôi lụm về rồi. Ok. Con gì đẹp vậy? Wow! Con này cấp 11 lần mình cũng không lại đâu, sợ lắm. Đúng rồi. Từ đi. Wow! Ê, có con gì đẹp dưới đây lắm Phong ơi. Hả? À, con gì nữa? Trời ơi, nó hẹp cây này, nó đẹp quá trời đẹp luôn. Nó có một loài gì
cấp 7. Trời ơi con này cấp 15 thôi ông nội ơi. Đẹp ôi dễ thương thực sự đẹp mà con vậy, trời con ơi. Này nó dễ thương mà nhìn nó có vẻ nó mạnh lắm nha. Thì còn cái con nai đâu rồi, con nai vàng ngơ ngác đạp nát khu rừng đâu rồi. À đây rồi bọn nó đây rồi. Nó là hiện cái gì nó bơi dữ vậy? Sao nó xuống biển luôn rồi, sao đuổi theo được? Đi luôn. Ui. Được không? Đi. Ui. Cậy nó, chơi nó luôn. Trời ơi xuống biển chơi luôn các bạn ơi, bắt thì rừng mà xuống biển bơi. Không từ từ mình chờ cho nó lên bờ mình mới đánh, sao hiểu không? Ê sao chạy rồi? No, tôi gần hết thời gian rồi, tôi gần hết sức rồi. Chết rồi, bơi không biết rớt mau rớt mau. Bơi luôn, chết tôi rồi, tôi hết sức rồi. Hai con quỷ mất dạy, trời ơi là trời, đuổi ra đó. Đứng lên. Ui, mừng quá. Đứng lên đi Phong, đứng lên đi Phong. Sao mau, trời. Đợi xíu tôi đang bò lên. Xém nữa là hai đứa gọi là đi gặp ông bà luôn rồi. Ây da, tức hai con kia quá ta. Thôi rồi, con đó tôi sẽ để nó qua tập 2, tôi sẽ bắt nó. Còn bây giờ thì tôi sẽ tranh thủ tôi đi test Pokemon của tôi đã. Ê Sam ơi, hồi nãy Sam chưa bắt được con chim cánh cụt đúng không? Đúng rồi. Đây chỗ này có hai con nè, đây Phong cho Sam một quả cầu Pokemon nè. Rồi Sam lại đánh nhau với bọn nó rồi thu phục một con đi. Phong có con rồi. Nhanh. Nó chạy kìa. Trời ơi. Chịu hồi Pokemon. Chịu hồi Pokemon chứ. Rồi. Thôi come on thì đuổi theo. Trời ơi trời. Nhìn ba đuổi mệt thiệt sự. Bắt nó đi sao? Quýnh. Trời ơi. Đây. Hây. Để tôi phụ cho. Mày, rồi ok, quýnh đường đó. Rồi, tấn công đi Pokemon quýnh. Ui nó quýnh Pokemon tôi kìa. Tấn công đi Pokemon mèo. Tấn công nó chanh. Rồi, rồi từ. Rồi, thu. Thu phục Pokemon lại. Rồi, sao bắt đi, Rồi. 69%. 69% vậy? 80. Ok. Ê, con chồng nó tới kìa. Mình nó bắt con vợ, cái con chồng tới liền kìa. Ê da. Đâu? Tấn công đi con lửa của anh. Trời ơi, xong tấn công đi con. Đúng rồi, tấn công đi. Được rồi. Phát nữa con. Mày đúng rồi. Tiếp con. Sợ chưa? Ui, Pokemon băng làm sao thắng lại được Pokemon lửa được. Tấn công đó con. Mày. Để anh phụ cho con tay. Mà con này cấp mày, 6. Trời ơi, chơi dài vậy? Phụ nó tay. Ê, con cấp 5, con cấp 6 mà ông hơn con cấp 6 luôn kìa. Mày hả mày? Trời ơi, game là dễ. Con thịt luôn. Chặt thịt nó ra ăn luôn, chặt mày ra ăn luôn. Trời ơi trời. Tấn công hai con gà cho anh. Rồi, làm gà vịt bất thảo nè. Sao con gà kia văng lên trời. Rồi ok 500 anh em ơi. Bây giờ thì tôi với Sam trong tập này bọn tôi chơi từ nãy giờ cũng khá là lâu rồi, cũng hơn tiếng rồi. Thì trong tập 1 này bọn tôi đã kiếm được khá đồ. Và sau đó là cũng đã xây được cho nhau một cái nhà rất là đẹp. Mặc dù cũng không đẹp lắm nhưng mà có chỗ ở là được rồi. Đấy. Rồi. Pokemon xịn nữa. Rồi tiếp theo nữa là bọn tôi đã thu phục được tổng cộng là 3 con Pokemon. Đầu tiên là con Pokemon lửa. Đó. Tiếp theo nữa là con Pokemon chim cánh cụt băng. À. Băng nè, băng Pokemon mèo. Mèo cao, mèo. Đấy, ok, nói chung là bọn tôi cũng đã thu phục được tổng cộng là 3 con Pokemon rồi. Và hình như là Pokemon trong đây, Sam biết Pokemon trong đây làm được gì nữa không? Nó giúp mình đi mai được luôn nè. Đâu? Con mèo giúp mình đi mai á. Ok, được rồi, vậy thì coi như trong tập này thì bọn mình cũng đã thu phục được cũng khá Pokemon rồi. Trong tập sau á thì tôi với Sam nghĩ rằng là bọn tôi sẽ cùng nhau đi thu phục thêm những con Pokemon mạnh hơn. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu như bạn nào mà muốn tôi làm tiếp tục về series gọi là sinh tồn Pokemon này, đừng quên comment xuống bên dưới tôi biết nha. Cho vậy 5k like nha. 5k like luôn hả? Được tiếp theo. 5k like đi. 5k like nha. Ơi, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Hello team.